Ngày 4 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Nai đang giữ Hồ Đình Hương 33 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, trú tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Hương có quan hệ tình cảm với chị Tờ 30 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mới đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên cự cãi và chị Tờ muốn chia tay với Hương. Hương nhiều lần níu kéo nhưng không được. Chiều 30 tháng 9, Hương thủ dao trong người tìm tới nhà chị Tờ ở phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để níu kéo. Tới nơi, Hương gặp ông Tờ N.H. 61 tuổi, là bố của chị Tờ, rồi xảy ra cự cãi với ông Huyện. Bực tức, Hương rút dao đâm ông Huyện nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Hương dùng dao tự đâm vào người với ý định tự tử. Người dân phát hiện đưa cả hai đi cấp cứu ở bệnh viện. Do vết thương quá nặng, bố chị Tờ đã tử vong. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai điều tra bắt giữ Hương. Bước đầu, Hương khai nhận như trên.